Đây là bộ ba băng cối của Ngọc Cẩm và Nguyễn Hữu Thiết. Đây là hai vợ chồng. Cuốn thứ nhất là 16 tình khúc quê hương. Chân ruộng xuống cầu nè, là người ra đi nè, gạo trắng trăng thanh nè. Cuốn thứ hai gồm 18 tình khúc, tiếng hát xuyên không gian và thời gian. Này. Cuốn thứ ba, tiếng hát quê hương hòa bình. Lúa mùa duyên thắm, người đã đi rồi, anh sẽ về. Cuốn thứ ba thì được phát hành vào năm 1973, tháng 5 năm 1973. Cuốn thứ hai thì phát hành năm 1900 lâu lắc, để coi cái ngày này. Không thấy gì nữa. Mẹ ơi giật tan con sẽ về. Ba cuốn, 1, 2, 3. Rồi.